Bước lên. Đúng rồi. Đủ bước lên. Đúng rồi. Cá ơi. Nào. Mồm không cắn. Cắn gì chị Chi kìa. Ôi chị Chi đánh xong sạch chưa? Chị Chi đánh thăng thêm một tí đi. Cho em đánh cùng với nhá. Trộn cách nào? Tại lắc bây giờ bị cháy máu rồi nè. Tao nói không phải muốn cái gì được cái đó nha. Làm cái gì mà khóc hoài? Mình có thể nói chuyện với nhau với tất cả mọi thứ mà nha. Mai mốt ba gặp chuyện gì ba cũng có thể nói chuyện với con. Nhiều khi ba cần con giúp đỡ.